Và ta-da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Và vào đầu cái video thì các bạn hãy cho mình một like, một ký kênh để ủng hộ kênh của mình đang mốc tiếp theo là 30.000 người đăng ký nha. Và ok, và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái khám phá nữa nha các bạn ơi. Đó, mình thấy có nhiều bạn đã comment là tiếp tục có thêm các nhân vật bí ẩn nữa. Và ngày hôm nay thì trong đầu của mình thì có rất nhiều cái suy nghĩ và những câu hỏi. Đó, rất là lạ luôn. Và ngày hôm nay mình gặp rất là nhiều hiện tượng lạ nha mọi người ơi. Đó, có nhiều cái là mình rất là đang thắc mắc. Và mình là một người rất là đam mê khám phá mấy cái vụ mà bí ẩn đó kỳ lạ. Rồi, và bạn nào có chung cái sở thích của mình thì hãy xem hết cái video này nha. Để xem là trong cái video này có những thứ kỳ lạ, đó, bí ẩn gì nha mọi người. Rồi, và có thêm hai cái nhân vật mới. Đó, và các bạn đã comment trên cái video của mình. Và mình không biết là các bạn này, đó, để tìm cái nhân vật nó ở đâu. Đó, và lấy thông tin nó ở đâu. Và có một bạn comment rất là hay. Đó, em nghĩ là Miranda là AI được lập trình, đó, để copy các skin player. Còn lý do những thành sắp ra cái sự kiện mới và Miranda là cái thử nghiệm. Rồi, nói chung là đây là cái thuyết âm mưu của cái bạn Ukokun này. Rồi, đó, U là trời. Cái ông Duy bí ẩn này có tặng là 7 cái nick luôn các bạn ơi. Đều là Duy và level 1. Đó, thì chắc chắn cái ông level 0 cuối cùng đó, ở phố é này chắc chắn là NPC bí ẩn của chúng ta nè các bạn ơi. Đó, và cái avatar thì cũng để avatar đó đeo cái kính nè mọi người. Rồi, và mình thấy có một cái điểm chung giữa tất cả các NPC bí ẩn này đều là ở khu vực châu Á nha các bạn ơi. Đó, đều là bên ở châu Á hết nha mọi người. Và chỉ có một cái NPC duy nhất, đó chính là Miranda, thì là lạc loài, đó, nằm bên server Đông Á nha các bạn ơi. Đó, chỉ có mình Miranda là ở bên Đông Á thôi. Và cái thắc mắc đầu tiên của mình đó chính là mấy cái ông mà tên Duy này đều là cái trùng tên hết nhau các bạn ơi. Và mình theo mình biết đó chính là nhà phát hành sẽ không cho đặt tên trùng với nhau nha mọi người ơi. Nhưng mà sau khi mình tìm là đó, Duy rất là nhiều luôn nha các bạn. Đều là toàn level 1 hết nha mọi người. Ủa là trời, quá là lạ luôn. Nói chung là cái là lạ đầu tiên của mình nha các bạn. Và một cái đặc biệt thứ hai đó chính là khi mình vào cái lịch sử di chuyển đó vì máy bay passport đó các bạn, thì mình thấy một cái rất là lạ, đó chính là ngày cách. Các bạn có để ý không mọi người? Đó, thì mình biết đó chính là ngày 1 tháng 1 và năm là 0001. U là trời. Đó, một cái ngày rất là lạ luôn các bạn ơi. Đó, cái ngày đầu tiên của trái đất nha mọi người. Đó, năm đầu tiên năm số 1 nha. Và chắc có vẻ là mấy cái bạn này là tuổi cũng phải làm 2000 mấy tuổi mọi người. Đó, 2023 tuổi rồi mọi người. Và trong số là các bạn Duy này thì mình là phát hiện một cái bạn Duy đó cực kỳ là trích kích luôn. Đây 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 các bạn ơi. Đó, cái ông level 1 này nha mọi người. Rồi, nói chung là nhiều Duy quá mình lú luôn các bạn ơi. Rồi, và mình sẽ ra vào nha. Để xem là bên trong nhà ông Duy này có cái gì đây. Ủa là trời, nhà hộp giấy các bạn ơi. Tôi tưởng là nhà gì xịn sò lắm chứ mọi người. Rồi, và các bạn này cũng đặc biệt nữa các bạn ơi. Đó chính là cái passport cũng là ngày 1 tháng 1 năm 0001. Đó, khu phố Việt nha các bạn ơi. Và thêm là cái trang phục rất là xịn sò luôn nha. Đó, level 1 mà đồ xịn chưa các bạn ơi. Toàn là đồ kim cương không nha. Đó, cái tóc là 120 kim cương nè. Cái áo hình như là cũng trăm mấy kim cương mọi người. Cái quần hình như là cũng là bằng kim cương đó các bạn. Ê, 8.000 tiền sao. Đó, cái giày là 100 mấy kim cương nè. Cái mé mình nhớ là cũng bằng kim cương luôn. Và cái kính là hình như là cũng là kim cương luôn nha các bạn ơi. Đó, toàn là đồ kim cương không à nha. Đó, mà trong khi là cái tài khoản là level 1 nha các bạn. Rồi, nói chung là cái này mình cũng khó giải thích lắm các bạn ơi. Đó, không biết là như thế nào. Và thêm mình nghĩ là chắc là mấy cái tài khoản này là lâu quá không chơi mọi người. Đó, nên là cái nhà phát hành sẽ là xóa hết mấy cái hạ cấp mấy cái tài khoản này nha các bạn. Nói chung là xóa hết level mọi người. Đó, nói chung là mình nghĩ như vậy thôi nha các bạn ơi. Đó, còn các bạn nghĩ như thế nào hãy comment cho mình biết nha. Và tiếp theo thì cái nhân vật bí ẩn đó mà các bạn comment đó chính là Ailee. Đó, thì cũng đều là level 1 đây các bạn ơi. Đó, thì cũng có khả năng là sao chép được trang phục. Đó, xèo chip trang phục cái ông Duy kia luôn nha mọi người. Ủa là trời. Rồi, đó, có 62 người là ghé thăm rồi. Rồi, avatar cũng xinh gái đó chứ. Cũng là nằm bên phố é luôn nha các bạn ơi. Còn đây là cái Ellie Fair kia đó, tên đều trùng nhau hết nha mọi người. Đó, thì sẽ có một người hàng Real và một người hàng Fair kia ở phía bên dưới. Đó, và mình sẽ là qua bên server Đông Á. Đó, tôi coi là cái Miranda kia đó đã apply trong vòng bao lâu nha các bạn ơi. Đó, nói chung là tôi sẽ là tìm tòi đó ngóc ngách luôn nha các bạn ơi. Đó, khám phá là hết tất cả chi tiết luôn nha mọi người. Khá
khám phá có tâm chưa các bạn ơi? Đó là các bạn nhớ cho mình được like cái kênh nha. Đó, bạn nào mà thích khám phá giống mình thì hãy tiếp tục xem nha mọi người. Và cái Miranda đã upload là 683 ngày thì cũng là gần 2 năm rồi nha các bạn ơi. Đó, còn là gần như là hơn 1 tháng nữa thì là tròn là 2 năm thôi nha các mọi người. Đó, thì cũng là shit sale rồi nha các bạn ơi. Đó, cũng rất là lâu rồi. Và ngày hôm nay thì cái tổng lượt xem profile đó chính là hơn 100.000 lượt xem nha các bạn ơi. Đó, hôm nay là 12.000 lượt xem follow mọi người. Đó, xem profile đó các bạn ơi, thông tin đó. U là trời, mới trong vòng buổi sáng nha các bạn. Đó, nói chung là mình đang quay là lúc trưa mọi người. U là trời, con số quá là khủng khiếp nha các bạn ơi. Đó, thì bên này cũng rất là nhiều. Đó, bạn rất là sợ sệt nè, đó, tâm linh nè, đó, sợ ma quá nè, sợ nhe nè, đó, báo cáo đi u là trời. Và mình có một câu hỏi rất là lạ luôn, đó chính là không thể nào mà vào nhà được của mấy bạn này. Đó, mấy bạn Miranda nè các bạn ơi. Đó, mấy cái bạn bí ẩn này nè. U là trời thì không vào được trong nhà. Đó, để xem là bên trong nhà như thế nào nha các bạn. Thì mình cũng là xem cái Miranda ở phía dưới. Đó, đây cũng là Miranda. Đều là trùng tên với nhau các bạn ơi. Mẹ là Miranda phe kia. Đó, có đều là có mặc trang phục nha các bạn ơi. Đó, có mua trang phục và xài được trang phục nha mọi người. Đó, áo quần tóc đầy đủ nè các bạn ơi. Và mình thấy là bên tường thì có rất nhiều bạn đó chửi là phe kia các kiểu không thể điểu luôn đó. Toàn là phe kia nè, nhái nè, đó, trùng tên nè các bạn ơi. Đó, có hàng phe kia nữa à. Rồi để tôi nhấp thử vô sim nhẹ được không nha các bạn ơi. Wow, wow, vào được kìa các bạn ơi. Wow, rồi để vô thử coi sim là nhà Miranda này như thế nào nha các bạn. Đó, level 0 kìa. Đó, nhà có 912 sao, cũng ghê đó chứ. Wow, nhà có chó không? Có chủ nhà ở đây không? Hình như là không có chủ nhà ở đây đâu các bạn ơi. Đó, nhà hộp giấy mà sao xịn sầu quá ta. U là trời, đó, có kẻ chỗ tắm nè các bạn ơi. Có gương soi gương kìa. Và mình thấy là cái bạn Miranda phe kia này rất là biết cách xây nha, rất biết cách decor nha. Đó, tôi thấy là rất biết cách decor đó các bạn ơi. Đó, trang trí rất là hợp lý luôn. Đó, giường có để quạt ở trên nè, ở bàn học tập nè. Đó, chỗ ăn uống nè các bạn ơi. Bếp nè, thấy chưa? Nhìn sang trọng chưa các bạn? Quá là đẹp luôn nha. Đó, tuy là nhà hộp giấy nha mọi người. Để phía sau vườn nè. Wow, phía sau vườn thì thiết kế như là một cái rạp chiếu phim nè các bạn ơi. Đó, một cái khu coi phim nè mọi người. TV nè, đó, ghế ngồi nè các bạn ơi. Đỉnh chưa, đỉnh chưa? Đó, Miranda đó, xịn sò cho các bạn. Để mình đi khám phá xung quanh xem như thế này các bạn ơi. Rồi, còn đây hình như là không có xây gì hết nha các bạn. Đó, chỉ là nhiều đó thôi nha mọi người. Nhưng mà thấy cũng xây cũng đẹp đó các bạn. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ qua bên khu phố Á, châu Á nha mọi người. Đó, để tôi là check xem cái lịch sử đăng nhập online đó của tất cả các tài khoản bí ẩn kia, coi là mọi người đó là up trong vòng bao lâu nha các bạn ơi. Đó, và cái tên đầu tiên mình sẽ là tìm kiếm đó là tên Duy. U là trời, đó, một đống nick tên Duy luôn. Và cái upline của bạn đó chính là 693 ngày trước rồi. Đó, để upline nha các bạn. Thì là cũng bằng cái với các bạn Miranda kia nha mọi người. Đó, có siêu năng lực đó chính là nhá cái trang phục của tôi luôn nha các bạn ơi. Và không thể nào vào trong được bên trong ngôi nhà. Và ở đây mình sẽ có một đặt một cái câu hỏi dành cho các bạn. Đó chính là tại sao là trong số các bạn Duy đó, mình thấy bạn nào cũng apply rất là lâu luôn. Đó, nhưng mà chỉ duy nhất một cái bạn Duy này thì có khả năng sao chép đó, được tất cả trang phục. Đấy, còn mấy bạn kia thì lại không. Đó, đó chính là cái thắc mắc câu hỏi của mình là muốn đặt ra nha mọi người. Và cái câu trả lời của mình chốt lại chỉ là lỗi game. Đó, tôi chốt lại một câu thôi các bạn ơi. Đó, chính là lỗi thôi nha mọi người. Và cái thắc mắc tiếp theo của mình đó chính là chúng ta có thể là vào nhà được mấy cái bạn này đó, còn mấy bạn mà bí ẩn đó thì là không vào nhà được. U là trời, đó, quá là ảo luôn. Và bây giờ mình sẽ là tiếp tục tìm cái tên là Luna để xem là cô ta up trong vòng bao lâu các bạn ơi. Luna up trong vòng là 707 ngày rồi nha các bạn. Đó, cũng sắp xỉ mấy cái bạn kia rồi. Còn Luna hàng phe kia thì ở phía dưới 859 ngày. Ốp còn lâu hơn cái Luna hàng riêu nữa nha các bạn ơi. Đó, hàng phe kia ốp lâu hơn hàng riêu nha mọi người. Đó, ở đây sẽ có nhiều bạn hỏi là đó, do mấy bạn đã ốp lâu thì sẽ là có cái siêu năng lực và cũng như là cái lỗi này. Đó, thì cái này không phải nha các bạn ơi. Đó, mình đã chứng minh cho các bạn này. Nói chung là cũng là hên xui rồi các bạn ơi. Rồi, đây là hàng phe kia nè. Đó, bên tường thì kêu là phe kia rất là nhiều luôn. U là trời, và không biết ai là người tạo nick trước, ai là người tạo nick sau nha mọi người. Đấy, cái bạn này up còn lâu hơn cái bạn Luna kia đó nha các bạn. Đó, không khéo là cái bạn phía dưới là hàng riêu đó mọi người. Rồi, và mình sẽ vào nhà cái bạn Luna phe kia này xem như thế nào nha. U là trời, vào được kìa các bạn ơi.
Đó, vô rồi nè các bạn ơi, không biết là bên trong nhà như thế nào đây. Hello, nhà có chóa không? Rồi, nhà không có ai hết rồi các bạn ơi. U là chờ có một cái bồn tắm ở đây à. Rồi, tắm cái cho anh mát nha các bạn ơi. Đó, nhà thì nhà hộp giấy nha mọi người. Rồi, và tiếp theo mình sẽ là tìm cái tên là chính là cỏ. Đó, xem là cô ta apply bao lâu các bạn ơi, 725 ngày. Đó, còn cái bạn cỏ co ở phía dưới là 846 ngày. Đó, up còn lâu hơn hàng real nha các bạn. Đó, thì cũng là không thể nào vào được bên trong ngôi nhà mọi người. Lạ vậy ta, ảo thế nha. Đó, thì mấy bạn mà có siêu năng lực đặc biệt đó thì là không thể nào vào được nhà nha các bạn. Còn mấy cái bạn mà bình thường đó, phe kia thì là vào nhà được nha mọi người. Đó, ví dụ cái bạn cỏ ở phía dưới này nè thì lại vô được nha các bạn ơi. Ảo thật đấy. Rồi, nói chung là mấy cái này là mình không giải thích được nha các bạn ơi. Đó, nói chung là mình cũng bó tay rồi nha mọi người. Khó hiểu quá các bạn ơi. Rồi, và cái nhân vật bí ẩn cuối cùng mà mình muốn tìm đó chính là bạn Ailey. Thì cũng không thể là vào được bên trong ngôi nhà nha. Đó, thì ốp cũng rất là lâu rồi các bạn, 662 ngày rồi. Đó, thì cái Ailey phe kia ở phía dưới này thì lại vào được bên trong ngôi nhà nha các bạn ơi. Đó, thấy chưa? Một cái hàng grill ở phía trên thì không vào nhà được. Đó, và một cái hàng phe kia ở phía dưới thì lại vào nhà được nha các bạn ơi. Rồi, thì cũng là đều nhà hợp giấy hết nha các bạn. Đó, cũng là người chơi đó, vào được là có người chơi mọi người. Đó, nhưng mà rất tiếc là hợp giấy. Rồi, ok, và cũng ốp rất là lâu rồi. Và mình sẽ là tổng kết lại một lần nữa cho các bạn nha. Đó, thì tất cả các cái tài khoản này đều có điểm chung, đó chính là không thể nào mà vào được bên trong ngôi nhà. Đó, cái điểm chung thứ hai đó chính là các tài khoản này đều ốp rất là lâu rồi. Đó, cũng là gần 2 năm, đều trên là 600 ngày rồi nha các bạn. Và cái điểm chung thứ ba của các tài khoản bí ẩn này đó chính là không thể nào mà kiểm tra được cái vé đi du lịch cho các bạn ơi. Đó, không kiểm tra được cái ngày tạo tài khoản nữa nha mọi người. Và cái điểm chung cuối cùng đó chính là đều là level 0 nha các bạn. Đó, toàn là level 0 hết nha mọi người. Và cái điểm chung nữa đó chính là tất cả các tài khoản bí ẩn này đều là sao chép được hết tất cả các trang phục đó của tất cả người chơi đó khi kiểm tra cái profile. Đó rồi các bạn ơi, về cái điểm chung nữa, tất cả các tài khoản này đều đang xuất xứ bên server châu Á. Đó, khu phố Á nha mọi người, không phải là ở bên Việt Nam nha các bạn. Đó, lưu ý nha. Rồi, và mình tổng hợp hết tất cả các điểm chung của các tài khoản bí ẩn này. U là trời, đó, và mình kiểm tra thử là mấy cái bạn upload bên server châu Á này đó để coi vô được không nha các bạn ơi. À, thấy có mọi người up là 800 mấy chục ngày rồi các bạn ơi. Đó, cũng là hơn 2 năm rồi nha mọi người. Rồi, ok, và mình không biết là sắp tới là nhà phát hành có cái thông báo về cái vụ việc này không các bạn ơi. Đó, mấy cái tài khoản bí ẩn này nha mọi người. Đó, để nhà phát hành đính chính lại cho tất cả mọi người, trấn an tinh thần tất cả các bạn chứ. Đó, và giải đáp thắc mắc tất cả mọi người. Đó, chứ mình cũng rất là đang thắc mắc nha các bạn ơi. Đó, mình nghĩ các này cái là lỗi thôi mọi người. Đó, mà mình phải là chờ nhà phát hành đó chính thức đính chính đó thì tôi mới là tin nha các bạn. Rồi, ok, và các bạn nghĩ như thế nào về cái video khám phá này của mình? Đó, và các bạn có câu hỏi gì? Đó, và cũng như có những câu trả lời gì thì là comment phía dưới cho mình biết nha. Và nếu các bạn có những cái khám phá mới gì đó, hoặc là những có cái những cái bí ẩn mới gì thì hãy comment cho mình biết đó, và chúng ta tiếp tục là cùng khám phá nha mọi người ơi. Rồi, và như vậy là cái video clip khám phá của mình nó đem lại kết thúc nha các bạn. Và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.